Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Một con hồ ly kiểu trông đáng yêu vãi nhỉ anh em nhỉ? Đặt đúng quả tên kẹo hồ ly hợp lý không ạ? Đáng lẽ ra mình nên đổi tên nó là kẹo hồ lô thì ok hơn, nhưng mà thôi, lỡ rồi. Kẹo hồ ly cũng được. À, con chó lợn ở ngoài này. Mày đứng lại. Mày chạy đi con đây. Mày láo với anh đấy à? Mày chạy đi con đây. Mày chạy đi. Gọi bạn mày ra đây mà cứu này. Ui, bạn nó cứu thật em ạ. Gọi bạn ra đây mà cứu này. Cứu đi. Cứu này, hộ cái này. Thằng bé chết rồi, thằng bạn nó định cứu thằng này cơ. Cứu bằng mắt em nhá. Từ từ quần máu phát anh em. Trông có vẻ căng đấy. Long ơi, sao lại cứ đổ lỗi cho đồng đội thế hả em? Sao lại cứ đổ lỗi cho người có lỗi là không được rồi Long ơi? Đấy, anh thấy như thế là không được. Why, bây giờ không ai đứng về phía em thì phải làm sao đây? Làm gì chứng minh đây? Qua đây xíu anh em. Tên tên. Thấy xem anh lượm khẩu súng trường đã đại tiểu thiên cũng chả còn luôn. Phá mát đi. Được. Giờ anh em xin từng mạng của nhau. Cuộc sống thiếu thốn thế. Không đem kiểu em cặp vào mạng với vùng cho nó xuống Playboy. Đúng rồi. Hoài thử với tao đấy. Playboy là gì em? Anh chả biết Playboy là gì cả. Chàng trai. Playboy là chơi gay đấy hả em? Long có chơi gay không? Anh hỏi thằng con rừng rừng thửa rối bái trưởng. Ra ngoài anh em ơi. À, cái hòm sắt chế độ mình chưa check nữa. Ok anh em lên cổng chờ nhá. Cấm chạy vào mấy cái khu làng thông kia thì anh kiếm người anh mệt lắm thể luôn. Anh em ạ, anh thì muốn gây khét tí này, mọi người cứ lên cổng chờ đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với clip gọi là top 1 là không phải trải nghiệm đến với chương trình của chúng ta. Đây là hôm nay sẽ là chương trình gây khét cùng team dự phòng đấu giải ngày 23 trên Note Online anh em ạ. Với sự tham gia của Long Gáy. Và chúng ta sẽ... À quên, tôi nhầm. Vãi cả nồi thằng này nó nằm à? Đâu anh, em bắn gục, anh buồn cười. Anh lại tưởng nó nằm sẵn để cho Long bắn nhở? Mình lại không tự tin vào khả năng bắn của Long anh em ạ. Nên là bảo là Long dự phòng hợp lý. Ok tôi hôm nay tôi thôi buồn... xạo chó thì anh em chứ. Mất công nhắn tin anh em trong group cái mà không ai vào. Nên là thôi, đành phải nhờ tạm anh em vào chơi cho có thôi. Đang cảm thấy tủi vãi lìn anh em ạ. Ván sau anh kẹo cầm lục top 1 nhé. Ô, có vẻ gắt phết em ạ. Thế thì chỉ có tạo phòng cút tầm lục thì may chăng anh còn sống em ạ. Vãi cả nồi. Con chó lợn nào kia. Nó chạy này. Gục nó cho em ơi, sau cái cột quần què á. Gục rồi hả. Ngon. Hay lắm. Thằng này lại đi lẻ à. Ui dồi ôi, ngày nào cũng bao nhiêu thằng chết vì câu chuyện đi lẻ. Chơi team squad mà thế này thì hỏng em ạ. Thế là cả team của nó bị clear rồi kìa ta. Cái này là mình cũng chịu à? Kinh phát. Chúng nó nhận được bộ áo dài, anh nhận được chưa? Chưa, anh có tham gia event nào mà nhận được. Hậu quả gì? Được cái này phải là mất cái kia. Lòng trật tự. Bây giờ anh em mới để xem like của anh cơ mà. Lòng trật tự lại nói ta linh tinh cái gì đấy. Tôi đi chơi con với người yêu có mấy hôm. À quên, nhầm. Chú nhầm các cháu ạ. Chú nhầm. Đã bảo là nhầm mà anh em. Chú là chú ngạn, chú hơi bị nhầm tí nha. Chú già rồi, chú hơi lẫn tí thì các cháu thông cảm. Chứ bây giờ chú bảo các cháu nhá, lo học hành đi, bố mẹ thì làm cong lưng ra vất vả lắm, đừng có yêu đương gì cả. Hiểu không các cháu? Chú nghĩ là lời chú nói các cháu cũng bỏ ngoài tai mà thôi, nhưng mà nói cho có lệ à. Chứ các cháu cũng nghe từ nhà đến trường, xong từ trường đến lớp, từ lớp đến quán điện tử thì chú nó vẫn bảo khuyên là ui, đừng có yêu đương. Nhưng mà thôi, chú chẳng tin vào các cháu đâu. Nơi chú đã mất niềm tin từ các cháu rồi. Con gái, tất nhiên đừng tin, nó yêu em chắc chắn, nó xong nó bỏ.
có cắm đang nói hai, gì đây? Hai quả sừng to bự. Sừng là gì? Các bạn có thể tìm hiểu cấu tạo của sừng thông qua những có cái con người. Sau đây. Anh em ơi, đã bảo sang đây nè, đông nam. Những cái con sau đây ví dụ như là voi này, voi thì mình không gọi là sừng, nó là ngà. Ôi vãi cả nôi. Con áo dài. Áo dài SVK mấy đứa ơi. Nhà xanh lè xanh lét máy xanh nè. Rồi xong thêm một con áo dài nữa, có hai con áo dài nhá. Qua hấp diêm nó mấy đứa ơi. Có hai con luôn. Đây này, đây này, liệu hồn mấy con áo dài này, mày đứng lại. Em không biết là còn là con áo dài thứ ba hay không, nhưng mà thôi xong anh sắp xếp mặt ở đây này, mấy đứa bắn cover ủng hộ. À quên. Anh em xuống nào. Cover bảo vệ anh cái, sự cover ủng hộ. Mày liệu hồn, liệu vào nhà thế này không chạy à? Rồi nha, một đứa mất máu nè, đến tháng hả em ơi. Anh sẽ cho chúng mất máu nhiều hơn cả đến tháng nhá. Đến tháng này, đến tháng này. Dâu dụng này, liệu hồn này, một đứa nữa, một đứa yêu máu rồi em ơi. Hay lắm em. Xăm ba con áo dài này là anh cho lên bảng điểm số hết chứ đừng có gáy ở đây nhá. Anh em chờ tôi tí, tôi đổi qua AK phát bắn cho nó rát. Không anh em bảo mình không chơi AK. AK thì anh em kiếm cho tôi cái tay súng 3. Xong rồi vứt ngay cái thùng đi. Trông kiểu khó chịu vai. À Upin vứt ngay cái thùng. Nhầm. Thế con dối không? Nào nhầm nhọt sang trồng trọt. Úp bên đây vứt ngay cái thùng đi em ơi. Trông quê mùa lắm em ạ. Team chúng ta không thể chứa chấp một cái đứa quê mùa như em được. Úp bên đây anh nói thật luôn em ạ. Vứt ngay cái thùng đi. Đây nó là cái thùng gọi là mang sự quê mùa em ạ. Đừng xài nó. Đừng xài nó em ơi. Có nhiều thùng để xài mà em có thể xài bụi cỏ nó vẫn sang chảnh hơn là xài cái thùng đấy. Long à? Đây rồi. Dăm ba con chó lợn này gốc cây à, mày liệu hồn. Mày liệu hồn. Cái gì mà bắn giật thế anh, tay súng 2 bắn giật thế nhở, hơi xa. Có lẽ hơi xa bắn hơi giật. Vãi cả trưởng, đến bây giờ nó bắn cả anh cơ. Dăm ba thằng mất dạy đi, dăm ba thằng mất dạy. Mày liệu hồn nhá. Nam 27, 29 luôn. Một đứa chạy xuống dưới rồi nhá. Để chạy xuống dưới chặn đầu nó. Một đứa chạy xuống dưới đồ rồi nhá mấy đứa. 195 này, 195 này. Chắc nó chạy xuống nhà sang thôi. Clear chưa? Hạ chưa? Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Ok chưa? Long ơi. Hỏng rồi. Xin thắp lên đó hoa tươi thắm. Chia buồn cho Long đã phải ra đi khỏi trận đấu. Team chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Long đã phải ra đi trong cái trận đấu mà bạn ấy gáy cực mạnh. Bố mẹ rồi. Gì đấy? Một đứa bắn kinh thế anh. Cầm AK bắn nó giật tung nồi ra. Cho anh xin một vé đi chơi. Máy phát hiện ra đến nào có món kèo khôn tranh xin quả đi. Tí có gì anh còn đỡ phát. Thôi em chết rồi em nhịn đi. Em rời khỏi cuộc chơi rồi. Bây giờ là cuộc chơi của chúng ta còn tôm Long. À đâu, nhầm, Upin, anh hơi nhầm tí. Sau này cứ bị nhầm thôi. Bởi vì thằng Long nó gáy nhiều quá anh em ạ. Không biết đã có con Linh nào nhận ở đây chưa anh em ơi. Long nó bảo là Long là của Linh. Rượu Linh của Long à, úi dồi ôi, rượu Linh là đứa nào. Rượu Linh là đứa nào. Mấy ngày không chơi game cầm điện thoại nó cứ lạ lạ tay. Rượu Linh là đứa nào. Long ơi, chú bảo cháu mà đừng có yêu đương nữa, bố mẹ làm còng lưng ra cháu ạ. À. Cháu ơi là cháu ơi. Thế là 20 tháng 10 bạn gái có đòi quà không cháu? Không, nó tặng cho cháu đòi. Vãi cả nồi. Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Đấy có hai đứa này. Vả bông keo nói mày, trùng tôm. Vả bông keo nó nốc này, mày lựa hồn này. Xếp bông keo nó này. Vãi cả trưởng răm ba cái đứa, tép diêu này. Quất bông keo nó. Chúng tôi bên này nó chạy này. Láo à? Con này chạy à? Đâu nó chạy à? Clear chưa? Gắt. Bot. Ok, ngon. Mày được bắn cứng quá là mày chả hút được kill nào trong pha này. Hỏng. Lậm tí quả bóng keo thì có gì còn dựng che chắn pha này nghe. Mồm thì bảo là tốt nhất không yêu, từ giờ là không yêu ai. Dừng với bạn bè. Xong thì đéo là mồm dẻo quá.
Không biết kiểu gì dẻo Long kiểu ơi, tất cả chỉ là sự biện minh thôi Long ạ. Cháu đừng có xàm lìn em trên kênh like của chú. Ok em... Chú bảo rồi, đừng có yêu đương con ạ. Lo học hành đi. Bố mẹ ở nhà từng ngày trông mong con học nên người. Bây giờ nó lại yêu đương hỏng hết rồi. Ông bà ở nhà, à quên, bố mẹ ở nhà chắc là buồn lắm Long ạ. Đừng làm bố mẹ thất vọng nữa. Bố em còn người ta có bảo là Long ơi, ngày xưa bố lấy vợ sớm rồi Long ạ, nên là bây giờ con ấy đừng có như vậy. Đừng có theo bước chân lầm lỗi của bố để bây giờ đẻ tiếp ra thằng Long con nữa thì ôi vãi nổi. Pin lên xe hỏi anh cái. Nhanh. Con bé con là thằng Long con đấy, con ông còn sống. Nhanh. Long ơi, à quên, thằng Upin làm gì đấy? Lên xe không ạ? Mất thì giờ. Chả lẽ lại vứt nó luôn ở đây anh em. Anh xin rồi. Trên xe còn thừa một ghế nhá, bạn nào đăng ký slot không? Thằng Long có người yêu rồi. Thế thằng Upi này, à quên, cái thằng Tôm vẫn này, đăng ký slot đi. Thế còn anh? Anh à? Thôi, anh gì? Linh tinh em ạ. Thôi anh ạ, em thấy em đã cái có gì? Đâu. Chỉ là tin đồn, trăm nghe tin đồn cái gì? Đây này, rượu Linh của Long chết chết, Linh lớp mấy rồi? Trả lời này. Vãi cả nồi thật này, mày xuống xe. Cái gì vậy? Sao lại không để cho cháu nó học? Cái gì đấy? Long ơi hỏng. Hỏng cả một thế hệ rồi, cháu lớp 9 mà không để cho cháu nó học lại yêu đương là làm sao? Là làm sao hả Long? Linh có 8 em mà. Mất dạy. Bảo anh rồi. Trên trời có người, trên trời. Trên mẹ mình đang tính làm ninja hả? Chạy xin tưởng. Mày liệu hồn. Nhà máy xanh mấy đứa ấy. Nhà máy xanh phía 60. Nhà xanh lè xlét có một đứa. Ai để qua, để qua. Sao em? Cái gì cơ? Quy đây. Con que gì vậy, con que gì vậy? Đây rồi, một đứa xong rào nhá, trùng tôm. Thằng bé xong rào. Bắn đi. Anh có vợ. Ơ kìa, kìa. Lên cứu pin. Để xem nào, anh thấy rồi này. Ui dồi ôi, AK bắn đam sướng lắm em ạ. Nát bom keo đi. Còn có hai đứa này, nát bom keo đi. Nó chạy. Xuống đây. Xuống đây, cứu bạn này. Chị kia. Con chó lợn này lên bảng đi. Top 1 rồi. Ui dồi ôi. Ok. Kẹo dẫn đầu team top 1 nhá. Long ơi. Anh thấy là Long ra đi sớm nó là một sự lựa chọn hoàn hảo. Best buy, sự lựa chọn hoàn hảo mấy đứa. Không có Long nó gáy mình lại top 1 nhỉ. Trông có vẻ easy nhỉ. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.